Ngọc Lâm xin chào tất cả quý vị và mọi người đang xem. Và hôm nay tôi sẽ xem cái tuổi Quý Tỵ, chồng tuổi Quý Tỵ và nếu vợ thì Giáp Ngọ. Nếu mà hai tuổi này thì ưng với nhau, lái với nhau, sống chung với nhau sẽ ra sao? Đặng được trung bình, khé hay là giàu sang phú quý, hay là bần tiện, hay là cấm kỵ, sát mạng, hay sát mạng để mà biết về cái tuổi Quý Tỵ và Giáp Ngọ hai tuổi này ưng có nhau được hay không. Thì chồng chồng tuổi Quý Tỵ, vợ tuổi Giáp Ngọ thì chồng lớn hơn vợ 1 tuổi. Thì chồng mà lớn hơn vợ 1 tuổi thì ở đời với nhau đặng được trung bình, đặng được trung bình là số gặp số tứ đặc bảo, đặng trung bình gọi là tứ đặc bảo ở đây là trung bình, làm ăn chỉ là trung bình trong cuộc sống, và nhất là ở đây thì hai tuổi này không cấn cấn kỵ gì cả, không cấn kỵ, không có chết chóc hoặc là chia lìa cả. Ở đây là được trung bình. Nếu mà cặp đôi này mà lái với nhau, ở đời với nhau thì cuộc sống và làm ăn được chỉ là trung bình mà thôi. Nếu mà lấy nhau thì rất là có những quý nhân sẽ giúp đỡ cho mình và việc làm ăn, rất là quý nhân và giúp đỡ. Hào tài thì bình thường, còn hào con chỉ là trung bình mà thôi. Hào con từ hai con. Thì vật dụng trong nhà thường dùng đầy đủ trong cuộc sống của mình. Cái tánh của người vợ hay đi nhiều và bôn ba, tánh sáng và lanh lẹ, lời nói hay rất là thắc mắc. Còn ý tình chồng vợ thì hòa hợp, sống chung với nhau rất là đồng lo và chia sẻ với nhau, ấm no hạnh phúc. Nếu mà cặp đôi này tuổi Quý Tỵ và Giáp Ngọ thì ưng với nhau thì được ấm no trọn đời. Về phần làm ăn chỉ đạt được trung bình mà thôi. Thì kết cục về cặp đôi vợ chồng này, nếu mà quý vị nào mà chưa đang quen nhau mà tuổi Quý Tỵ và Giáp Ngọ này thì ưng với nhau, ưng nhau thì cũng đạt được trung bình, thì ưng được với nhau sống sống cuộc sống trọn đời và hạnh phúc, không có cấn kỵ gì cả trong cuộc sống. Đó, tôi đã xem xong trong cái tuổi Quý Tỵ và Giáp Ngọ thì hai tuổi này ưng được với nhau, sống cuộc trọn đời và làm ăn được trung bình, đến cuối đời thì cuối đời từ 60 50 56 trở lên thì làm ăn được phát đạt trong cuộc sống.
Nói chung thì 2 tuổi này ưng được với nhau, mọi người nào chưa mới quen nhau thì nên cưới nhau, còn người nào đã cưới nhau rồi thì sẽ biết cặp vợ chồng của mình sẽ ra sao, làm ăn ra sao, cá đặng hay không. Thì nói chung 2 tuổi này quý tỵ và giáp ngọ thì làm ăn đặng được trung bình. Tôi đã xem xong thôi cặp đôi này, xin chúc cho quý vị và mọi người cặp đôi quý tỵ và giáp ngọ và nhiều điều hạnh phúc. Xin chào mọi người.